kênh của mình cũng chào cả nhà luôn nha. Thì bữa nay thì mình làm một clip ngắn chia sẻ cho mọi người xem, mang một cái tính chất thư giãn và giải trí. Thì trong một cái thời điểm này hai dì ăn chay, cho nên là mình thưởng thức một cái nồi lẩu chay, thì mình mời mọi người cùng mình thưởng thức một cái nồi lẩu chay để giải trí cho một cái cuộc sống của mình nó thêm một cái niềm vui luôn ha. Đó, trong một cái giai đoạn này thì hai dì mấy rảnh, cho nên thường thường clip của mình nó đa số là mình làm ban đêm đó. Bây giờ là dì Xin với chị Thu ăn chay nha, cho nên mình nhập gia tùy tục mình cũng ăn chay luôn. Ăn chay thì rượu cũng chay ha, phải không cậu Tư? Rượu chay. Đây bây giờ vô cậu Tư ơi, đánh ly uống cho nó nóng nóng lên cho mọi người xem vui nhéo mình. Rồi rồi đây rồi. Ừ. Nóng hả? Ừ. Đang nóng dữ à, không dậy ngủ được á. Trời, bữa nay cho không thức đau quá rồi. Bữa nay cho thức đêm nữa. Ừ, chứ phải ngủ không, ngủ được tốt rồi. Ủa, dặn ga lên từ nãy giờ hay chưa ấy ta? Bỏ ra vô được rồi. Thôi rồi, mà bước thôi, bước ra bỏ vô thôi. Ăn đi rồi từ từ. Ăn để cái này ra đi rồi từ từ nó để vô. À, không, bước ra vô. Không phải. À, quăng ra vô. Quăng ra cho chín ăn luôn, múc ăn luôn. Ờ cái này nè. Cho cái này vô trước đi. Đó, nồi lẩu chay vô. Hốc đại đi mà chín. Vô trước đi. Chưa xong hả? Xong rồi hả? Ừ. Xong rồi, sắp rồi. Một chút được chưa? Vô hết rồi rồi. Cái đó để ra ra múc rồi bà. Lấy cái giá luôn dì Xin ơi. Giá rồi. Giá đẳng á. Cái gì lại đẳng lấy. Bây giờ cậu Tư thì con không có dám kêu. Ê, rồi. Ra cho nó rộng rộng ra cho nè. Không lấy Xin á. Lấy không dễ ra. Không phải, nắm lên chi lại vậy đó. Không, thì phải bởi vì mình phải xé ra. Ra cho nó rồi. Mấy cái giá mình mãi đó. Ăn luôn hả? Nữa đi. Hạ xuống được bớt rồi đó, cái muốn này nó mau mấy đó. Còn mình no quá à. Ăn. Rồi bà ngủ làm chi bà? Bớt hết luôn đi rồi chứ lên. Ăn cái một giờ hết luôn rồi. Rồi ông nội tôi ăn ngã nào dữ vậy? Ăn từ từ vừa vừa thôi chứ ăn đâu có nổi nữa. Hết luôn hả? Cho ông ăn nha. Rồi, bỏ rồi. Để gì? Cái rồi cắt luôn đi. Ờ, có chín luôn. Ăn từ từ nó mới ngon chứ, dặn bếp ga thì hạ xuống luôn đi, tắt luôn đi. Đâu? Không phải. Bà sao cho chín đi. Nhỏ xuống. Tí 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 thôi. Nhỏ nhỏ chút chút. Luôn luôn thôi. Rồi được rồi đó. Ủa sao không bếp ga không nhỏ chút chút xíu. Đâu vậy? Nè, dặn xuống dì Xin. Rồi tôi dặn rồi bà Xin bà không gần không? Vậy sao? Vừa không tắt. Đó, được rồi. Từ từ. Rồi. Đó. Chưa rồi chứ. Chưa rồi, cháu muốn cãi không chưa à. Chưa. Vậy đó. Đó, bún đó, ăn. Ừ, bún để, con no rồi, từ nãy giờ ăn dụng no rồi. Cho ăn ăn như đó, lấy bọc ấy lên, ăn về lấy cho. Ủa, cho gì mà Tư? Cái gì đặng mời nó nấu thịt không? Không, dưa leo hả? Vậy được rồi. Nè bây giờ đang nói nồi lẩu ngon nè, đó gì sao. Rồi rau chín đó ông Tư cắt ăn đi. Nước mắm này dương tráng nè bà chị nói, bên bà coi nước mắm không? À, đây có này. Nè 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 nước mắm nè. Thì bỏ bả đi. Bả đi đây dương tráng. Để đây gần đây. Ngon không anh Thính Xin? Không ngon mà hấp. Vậy hả? Ngon như ý luôn. Bây giờ lên ngón tay cái. Lẩu này ngon hết cậu Tư. Ngon vậy đó. 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 Cùng nó cười vậy đó. Vậy đó. Cười. Bột chấm. Ủa trời ơi, bà Hồng nói chuyện hồi có bỏ học cao rồi. Rồi, cậu Tư. Ui, thấy à, nhóc ba cái lẩu lẩu này thấy ngon, nóng mà. Dì Thu dán ăn nhiều lên nghe. Ở đây con còn nấu một nồi bỏ dưới nữa kìa. Đó, chết rồi. Đó thấy không, cậu Tư nè. Đây. Còn nhóc hết trơn.
ăn đi, lấy tô múc lẩu. Lẩu này ngon. Rồi rồi, kìa bỏ cải nó vô ngon lắm đó. Đây từ nãy giờ thiếu cải dư rồi, mẹ bỏ dư đó. Không phải, ăn lẩu phải có rau mới ngon. Không nãy tôi bỏ vô mà đâu mất tiêu rồi. Cải này bỏ rau vô mới ngon. Đâu mất tiêu rồi nè. Hả? Từ giờ bỏ cho ông Tư ăn cái gì ông chê ông để lại. Cái gì? Cái này nè. Giờ, sao giờ, tại, vì, tại vì quên được, tại vì ngon. Mình ăn lẩu á, là mỗi cái chút ngon, cái chút nó mới ngon. Đây phái chị thu quá nè, phái chị thu quá vô cả... đâu đâu xe có nhiêu mà xe này mà giúp đỉnh này đâu có nhiều vậy, tí tí đi giúp đỉnh đi chút xíu em đưa chị về chơi mini rồi ha, ba lần đưa cho về sớm. Còn mấy à, còn mấy cái hàng ba của cậu Tư kìa, ở phía trước. Ở trong trong lỏng không có ai mà ngủ vậy á. Bữa nay là bỏ dì Xin với dì Thu ở đây luôn. Vậy hả? Ừ. Chồng tao nó quýnh khỏi mặt luôn. Có đồ quánh. Muốn bỏ nhà luôn. Ở đây ngủ. Ôi, còn có mì nữa. Xé có mì bỏ vô ngon chị Thu. Chị Thu. À, không phải có mì ngon á. Biết rồi. Ăn không gì chim với xé vô cho. Không phải, mình ăn cho nó trọn bộ thấy mì nó cũng ngon. Đây lột cái mì để vô chứ đây nè. Bỏ vô gấp gấp nữa. Rồi đúng rồi. Ăn đi để sao nó nói mày. Trời ơi, dì Xin cắn luôn. Quá trời. Gần nhiệt tình hả? Quá trời nhiệt tình luôn. Nè nha, bỏ mì vô này nha. Đó. Ngon không? Đó. Thấy vậy chứ dì Xin là cháu ngoại, cháu nội cũng đầy nghe, mà bả rất là vui. Đó, anh em Tư ơi, ngon quá trời anh Tư ơi. Hồi cho thằng Nam một về. Ngon quá. Nhả một hồi cho nè. Ngon cậu Tư. Ngon. Lâu lâu ăn đồ chay thấy ngon hay cậu Tư? Tu bữa nào đỡ bữa đó. Đó bây giờ cậu Tư bây giờ là cởi áo ra ha. Đồ chay giờ quá ngon rồi. Đó thấy không? Đó thấy không? Cặp ngực đó. Mẹ trái cây đi ăn giải nhiệt cậu Tư ơi. Bữa nay lẩu chay thấy ngon hay cậu Tư? Nè, cậu Tư, để gót con tí uống gì dì Xin với chị Thu. Bữa nay thấy vui quá à. Dì Xin, chả này ngon nè. Đâu, đừng đưa nữa, để ta ăn bánh chả. Rồi. Trời ơi, chị Thu với thím Xin mà biết chừng nào xỉn. Nè, bây giờ tình nghĩa con cháu nè, dơ trắng miệng. Thấy không? Ăn bỏng mà hỏi. Ý, ăn ấy. Con ăn cháu lo nè. Chị Thu. Quá ngon. Nè, thì cầm miếng đi để có liều. Nè, cái này nhé. Đó. Rồi, ăn chia sớt dữ ha. Rồi, cái, nhau sắp hả? Rồi, cái này có chia sớt không? Rồi nè. Đây nè, thì rồi. Đó nè, đụng cũng ly được rồi. Rồi nè, nhá. Nha. Đó. Ngon vậy Xin? Ngon không? Ngon. Chứ còn thấy đắng chết luôn. Nghe nhăn mặt rồi đó. Ngon muốn uống hết á. Đó, vậy đó. Đấy. Vậy Xin. Thôi. Tàu hủ kỳ này rất là ngon nè. À ơi. Vậy đó hả? Bây giờ thì Xin bọn thấy bọn hai tái hay sao khóc khóc dơ dơ tay thấy hai nghi rồi đó, nghi nghi rồi. Ông kia đi rồi, ông này đó, cậu Tư bây giờ bữa nay là thấm rồi ha, lên ghế nằm đó, thấm rồi chịu rồi. Bữa nay ngon hay còn ra mồ hôi với dì Xin? Còn hơn sao nóng rồi nó ra mồ hôi vậy ha, mà bây giờ thì nó cũng vẫn còn ngon. Thì thôi bây giờ nồi lẩu á thì nó còn nhiều,
không phải là còn nhiều, còn cũng một ít thôi, mà rượu á thì dì Xin với dì Thu cũng thấm rồi. Thôi chào mọi người cái đi, mình chào mọi người luôn nha. Rồi ok.